Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với mọi người đi giải đáp thắc mắc relay dùng để làm gì. Đây là câu hỏi của bạn Tú Phạm, bạn ấy gửi về Zalo của Điện Việt Nam. Bạn ấy hỏi là anh ơi, relay thì sử dụng dùng để làm gì? Thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc của bạn Tú Phạm cũng như là thắc mắc của rất nhiều người. Đầu tiên thì đây mình có relay, đây mình có relay là Toshiba. Đấy, relay Toshiba nhá. Đây là GRE140. Thì relay này đây nhá. Các bạn cầm relay này. Đấy. Đứng tư thế hai chân song song với vai. Hai chân song song với vai và chúng ta thực hiện cái relay này. Đấy, công dụng của relay này mình hay dùng để như này mọi người này. Đấy. Mọi người thấy chúng ta sẽ thực hiện 3 lần, mỗi lần 8 nhịp. Đây, mọi người thấy này. Đó, mọi người thấy cái tay mình nâng relay khỏe không? Được không? Anh em thấy không? Thì đây, đây nhiều anh em hỏi là relay dùng để làm gì thì đây là một câu trả lời nha. Nếu mà đối với những anh em mà mới tập ấy, đối với những anh em mà mới nghiên cứu relay ấy, thì chúng ta nên chọn những dòng relay, những dòng relay đơn giản nhẹ ấy, dễ tập, chúng ta rất dễ để chúng ta làm việc, đúng không? Đây là relay của Toshiba nhá. Tiếp đến có một dòng relay nữa, đó là relay cell cell 751A. Đấy, cell 751A. Hôm nay thì đối với các bạn thì có thể là tập từng tay một, đúng không? Chúng ta tập cả tay một, từng tay một. Mọi người chờ mình chút nhé. Đối với dòng relay mà nó nhỏ nhỏ như này này thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ chơi tập cả hai tay luôn. Đấy, đây vẫn là công thức cũ, đó là 3 lần và mỗi lần 8 nhịp, chúng ta đưa lên đưa xuống như này, đúng không? Đấy, đây chính là một trong những công dụng của relay mà mình cũng mới khám phá ra nhá. Đấy, chúng ta đưa lên này, đưa xuống này, đưa lên này. Đấy, chúng ta thực hiện cho mình 3 lần mỗi lần 8 nhịp. Đây là đối với anh em level 2 nhé. Đối với những anh em mà lên level 3 ấy thì chúng ta sẽ sử dụng đến dòng relay Siemens 7SR22. Đây. Nó to như thế này và nó nặng như thế này mọi người. Dòng này là to và nặng, hàng Siemens thì mọi người biết rồi đúng không? Đấy, chúng ta cũng thực hiện tương tự 3 lần và mỗi lần 8 nhịp. Đây mọi người có thể nhìn thấy thấy tay của mình này. Đấy, nhờ có delay mà từ ngày có delay mà ấy, tay rèn luyện sức khỏe. Đây cho mọi người thấy này. Nhá, anh em nào mà tập level 3 nhá. Level 4 thì mọi người có thể đây. Khá là nặng mọi người, nặng đô lắm ấy. Level 4 là con P141. P141 của Alstom. Đây. Nhá. P141 thì đối với dòng này thì nó nặng kinh khủng mọi người. Nhưng chúng ta vẫn thực hiện cho mình 3 lần và mỗi lần 8 nhịp. Đây. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Đấy, như vậy gọi là một nhịp nhá. Đấy. Ok. Thế còn đối với những anh em nào mà nó nặng đô hơn ấy thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng relay nữa, đó là P543, so lệch dọc đường dây của Areva. Đây nó, mọi người nhìn này. Nó khủng như này này. Đấy. Đây. Đây. Mọi người thấy nó to, nó khủng như này này. Chúng ta cũng thực hiện thì 3 lần và mỗi lần 8 nhịp.
Nhưng mà đối với dòng relay này thì mình khuyến cáo là đối với những anh em nào mà muốn tập nặng nhá, anh em mà muốn tập nặng thì anh em sẽ sử dụng cái dòng relay này đấy. Đây mọi người thấy này, đó, chúng ta muốn tập nặng thì chúng ta sử dụng đến dòng relay này. Ok, thì đấy là cái câu trả lời của Điện Việt Nam cho mọi người là relay dùng để làm gì. Và đương nhiên đây chỉ là một trong những công dụng của relay mà mình mới phát hiện ra nhé. Đấy, nếu mà anh em cảm thấy video bổ ích thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Hội Định Việt Nam. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye tất cả mọi người.